Vậy là like trên Jenny đúng không? Có like trên Jenny không? Không. Không like cá nhân đâu đúng không? Like trên bài. Bài đây lên rồi nè. Lên rồi chứ bộ. Thấy rồi mà. Một người xem. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là Ngọc và Linh sẽ làm một buổi livestream đầu tiên tại KingCom Việt Nam. Thì không biết là ngày hôm nay em sẽ giải đáp các mọi thắc mắc của các bạn về các vấn đề về sản phẩm của công ty này. Nhưng mà có một vấn đề là em sẽ giới thiệu một sản phẩm mới, rất là mới và cũng khá là hay ho, thì tí nữa em sẽ bật mí sau ạ. Thì KingCom Việt Nam á, là một công ty chuyên hỗ trợ các thiết bị nhiếp ảnh này, hoặc là quay phim từ nghiệp dư cho tới chuyên nghiệp, bao gồm như là mic này, thiết bị chống rung hay là đèn. Và các số các hãng nổi tiếng như là Zizu, Fuji thì là về các cái gimbal tay cầm chống rung, hoặc là các Saramonic, Boya thì là về các thiết bị thu âm giúp các bạn lọc âm tốt hơn trong quá trình quay phim. Và bây giờ thì bên mình mới nhập về một cái nhãn mới là gọi là Nanlite. Nanlite chuyên cung cấp về các đèn cho studio chụp hình nhiếp ảnh quay phim, rất là tốt nha các bạn. Chị Jen, chị nghe cho em hỏi là chị đã bao giờ đã livestream chưa, ngoại trừ hôm nay? Ngày hôm nay là buổi livestream đầu tiên của Ngọc, không biết là Linh cũng vậy phải không? Em cũng rất là hồi hộp bởi vì đây cũng là lần đầu tiên. Thực ra là ngày hôm nay là đầu tiên, buổi livestream đầu tiên của hai chị em tại công ty, cũng là thực ra ở một phía bên ngoài, trước đó thì mình cũng chưa livestream lần nào cả. Nhưng mà để theo như mình biết đó, để livestream thì có thể là cũng rất là khá là nhiều đồ để mà mình bắt đầu một cuộc livestream, như là camera này, cáp HDMI này, hay là máy tính, hay là một bộ mã hóa chuyên dụng gì đấy. Nhưng mà để thực hiện buổi livestream ngày hôm nay thì mình đang có một sản phẩm và mình đang thực hiện nó. Đấy chính là Yellowbox. Cái Yellowbox này á, mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về Yellowbox này. Đây là một thiết bị hỗ trợ livestream chuyên nghiệp. Và cái thao tác để thực hiện nó thì rất là dễ thôi, bao gồm là một thiết bị Yellowbox và một cái app HDMI, kèm theo đó là một camera. Cho em hỏi là em thấy mình đang có tận 2 cái máy quay. Vậy thì là cái này có thể kết nối được nhiều máy quay hả chị? Chính xác, với các dòng sản phẩm Yellowbox này thì các bạn có thể kết nối được với camera chuyên dụng này, camera DSLR này, hay là GoPro này, Flycam. Thì thật là tiện lợi phải không ạ? Bình thường thì em thấy là các streamer người ta bán hàng hay là người ta livestream game bằng điện thoại. Vậy thì tại sao mình lại không chọn điện thoại cho nó dễ tiện dụng hơn chị? Đúng, cái vấn đề về hiện nay thì điện thoại thì vẫn đang được sử dụng livestream phổ biến nhất. Nhưng mà cái chất lượng hình ảnh truyền tới khách hàng thì sẽ không được tốt, không có đề rõ cho khách hàng xem. Thì ngày hôm nay mình đang có một cái thiết bị để hỗ trợ làm rõ nét cái hình ảnh về sản phẩm, nếu như mà bạn nào đang có nhu cầu livestream bán hàng chẳng hạn. Thì đây chính là một cái bộ hỗ trợ khá là tuyệt vời. Mình thử xem là các bạn đã vào truy cập nhiều chưa chị? Để mình coi nha. Hiện tại nay thì là mình sẽ update trực tiếp trên cái chiếc điện thoại của mình luôn ạ. Các bạn hãy vào comment và đặt câu hỏi để cho mình tư vấn trả lời nhé. Nếu mà ai đang xem thì hãy chấm cho em một chấm để em biết ạ. Và những ai mà đang có câu hỏi gì thì có thể hỏi comment trực tiếp thì bên em sẽ hỗ trợ trả lời ạ. Em chào anh Khánh. Em chào anh Phú. Hôm nay không biết là cuối tuần là mọi người có đi đâu chơi không ạ? Mọi người có kế hoạch gì cho tối nay không ạ? Thực ra là hôm nay bọn em cũng livestream, bởi cuối tuần thì nó cũng sẽ ít người xem hơn. Nhưng mà cái mục đích của ngày hôm nay của bọn em là muốn giới thiệu một cái sản phẩm. Và khi nào, nếu mà bạn nào đang bỏ lỡ livestream này thì có thể là sau khi kết thúc buổi livestream thì có thể vẫn là comment cho bọn em, thì bọn em vẫn sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc mọi cái vấn đề liên quan tới kỹ thuật dòng sản phẩm này. Mọi người ơi, đặt câu hỏi cho tụi em trả lời nha.
Mình sẽ nói sơ qua một chút về dòng sản phẩm Zolo Book này để các bạn có thể hiểu thêm một chút. Thì về cái dòng sản phẩm này á, là các bạn sẽ chỉ cần một cáp HDMI này để có thể live stream trực tiếp, ví dụ như là camera này, hay là GoPro này, Flycam, hoặc là cái máy quay chuyên dụng. Vì khi mà các bạn sử dụng những cái dòng sản phẩm đấy thì cái chất lượng hình ảnh mà mình sẽ lên được phía bên trên ấy, thì nó sẽ rõ nét hơn và cũng có thể là và cái dòng Zolo Book này là các bạn có thể phát được nhiều kênh cùng một lúc như là YouTube này, hay là Facebook, hoặc là Twitch Live. Để cho chất lượng âm thanh được tốt hơn thì các bạn có thể sử dụng các loại mic thu âm trực tiếp như là mình đang sử dụng thế này, và một cái kết nối vào trong cái Zolo Book, như vậy là âm thanh cũng thu y chang như là các bạn có thể dùng với điện thoại rồi. Và bây giờ mình sẽ chuyển từ một camera này chuyển qua bên một camera khác để cho các bạn thấy hình ảnh góc khác nhau nhé. Anh camera man ơi, chuyển giúp em lại xem một góc giúp em với. Như các bạn đang xem thì là đây là một chuyển cảnh từ cái góc camera khác. Và chúng ta sẽ có thể kết nối được nhiều camera xung quanh nên là có thể sẽ có nhiều góc quay khác nhau chuyển đổi liên tục trong lúc bạn đang livestream. Hiện nay thì em cũng đang nhận được một số câu hỏi từ phía các bạn đang xem livestream đây ạ. Mọi người có thể hỏi em đi thì em sẽ tổng hợp tất cả câu hỏi và em sẽ trả lời một lần luôn. Xin chào Thần Đào. Zolo Book này là một sản phẩm mới, mình mới bắt đầu nhập về và đang test thử sản phẩm để cho các bạn coi, và các bạn đang coi trực tiếp trên hình ảnh chất lượng của bên Zolo Book. Em chào anh Nam Miko. Em chào anh Phú Lê ạ. Chào bạn Hà. Đúng rồi Hà ơi, bây giờ là Kingcom lại chuẩn bị ra một sản phẩm mới. Thực ra là đây chính là một cái buổi test sản phẩm đầu tiên luôn đấy ạ. Và nếu mà Hà muốn biết thêm thông tin gì thì có thể comment cho bên Kingcom biết nha. Chào anh Phú Lê, câu hỏi của anh là Zolo Book có thể gắn được trên thiết bị nào? Thì là như hồi nãy tụi em vừa chia sẻ thì là Zolo Book có thể gắn được trên các loại camera, máy quay phim hay là flycam, camera hành trình. Thành Đào ơi, cái Zolo Book này là mới nha. Mới luôn đấy, và cái này nó là cái thiết bị hỗ trợ livestream chuyên nghiệp. Anh Nam Miko, hiện tại thì Kingcom đang phân phối độc quyền bao nhiêu thương hiệu đấy em? Hiện nay thì Kingcom phân phối bao gồm là Jizu này, là thiết bị chống rung này. Thứ hai chính là Fayu. Thứ ba là Saramonic. Saramonic là các thiết bị về âm thanh ạ. Thứ tư chính là Boya, cũng là thiết bị về âm thanh luôn. Và một thương hiệu mới về thiết bị chiếu sáng đấy chính là Nanlight. Ngoài ra thì còn có một thiết bị truyền hình ảnh chính là Holyland. Bộ truyền hình ảnh rất là phổ biến dành cho các nhà sản xuất phim. Và hiện nay thì Kingcom Việt Nam á, đang là thương hiệu độc quyền thì đương nhiên chắc chắn là sẽ có những chế độ bảo hành này, hay là chế độ hậu mãi cho những khách hàng tới mua và về sau này nữa. Bạn Phú Lê trả lời, bạn ơi mẫu này có độ trễ nhiều không? Cũng giống như điện thoại thì là cái này cũng có độ trễ một ít, cỡ khoảng 5-7 giây. 5-7 giây thôi cả. Nhưng mà chất lượng hình ảnh được thu qua các loại camera hay là flycam thì đương nhiên là sẽ tốt hơn rất nhiều so với các bạn livestream bằng điện thoại rồi. Bạn Tú Trang này, ủa cái này có kèm micro không vậy? À cái này không có kèm micro nha Trang ơi. Cái micro này chính là mình với bạn Linh đang sử dụng là các sản phẩm của Boya. Thì không biết là Trang có nhận xét gì về cái âm thanh mà đang thu được trên livestream này đây ạ? Còn ai có câu hỏi nào nữa về Zolo Book không ạ? Bạn Thành Đào, em xin gái dưới hừng. Cảm ơn Thành Đào nha. Cảm ơn Thành nhiều. Và mà theo như sau khi mà sử dụng thiết bị này rồi thì Ngọc đang cảm thấy là thiết bị này cũng khá là hay, tại vì nó có thể livestream trực tiếp trên nhiều kênh luôn,
ví dụ như là bên trên Facebook này hoặc là YouTube, và các bạn có thể truy cập Nam để có thể xem trực tiếp cái buổi livestream này hôm nay luôn ạ. Em nhìn thì thấy chất lượng khá là tốt so với bình thường là người ta livestream bằng điện thoại. Bây giờ những bạn nào mà mình đang muốn một cái nhận xét trung thực nhất của các bạn về cái chất lượng buổi livestream ngày hôm nay này, từ hình ảnh này cho tới ánh sáng này cho tới âm thanh, để mình có thể cải thiện được cái vấn đề mà các bạn đang gặp khó khăn trong quá trình livestream trước đó. Để xem thêm. Phú Lê, âm thanh nghe ok đó bạn. Đây là micro Boya BBM. Đây là micro Boya WM4 Pro K1 nha bạn. Đây là một trong những micro không dây mà người ta hay dùng để cho các buổi phỏng vấn hay là các buổi review sản phẩm. Ở đây thì sẽ có hai mic, một bộ là sẽ kèm hai mic. Dạ đúng rồi. Đúng không? Một bộ sẽ kèm hai mic. Tức là Ngọc với Linh đang sử dụng cùng một bộ thiết bị Boya luôn ạ. Bạn Phạm Nhi, này là hàng sách tay hay hàng chính hãng vậy bạn? Chế độ bảo hành như thế nào? Đây là hàng chính hãng nha Nhi ơi. Cái này là hàng chính hãng và chế độ bảo hành là của hãng. Thì đương nhiên mà khi mà các bạn mua tại Kingcom Việt Nam hay là bất cứ đại lý nào mà được ủy quyền của bên Kingcom ấy, thì các bạn sẽ nhận được một sự bảo hành từ chính hãng. Và trong quá trình sử dụng, nếu mà các bạn gặp bất cứ vấn đề gì mà khó khăn nữa thì kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật bên hãng cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn. Bạn Phạm Tú Trang, ủa bạn đang xài mic gì vậy? Như nãy mình vừa mới nói thì là mình đang xài micro không dây của Boya, là Boya WM4. Tiếp theo, cái này quay được một lần bao nhiêu tiếng? Thì theo như thông tin nhà sản xuất đưa ra thì thời lượng pin của chiếc ZeroBook này lên tới 3 tiếng. Bạn Nguyễn Hoàng Nam, nó dùng pin rời hay pin sạc? Cái tai C nha bạn. Rất là lâu. Đây rồi rồi. YouTube vẫn lên. Hả? Hiện tại thì bên kênh YouTube vẫn đang hoạt động, và đây là do bên em mạng sẽ hơi bị chập chờn một chút nên là em đã bị out ra khỏi Facebook rồi. Nhưng mà các bạn có thể xem trực tiếp trên YouTube luôn được không ạ? Facebook chưa lên đúng không? Nhưng ai mà đang xem YouTube thì chờ bên em một chút xíu để em kết nối lại với Facebook, để em sẽ là trực tiếp trên hai kênh để các bạn có thể hình dung ra được là Facebook với lại YouTube thì sẽ có cùng hệ thống luôn không? Bây giờ là đã kết nối được cả hai kênh Facebook và YouTube rồi. Xin chào các bạn. Mình đã trở lại ở đây. Xin lỗi các bạn, nãy là lúc nãy là mình bị rớt mạng, đâm ra là mình bị ra ngoài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Còn ai còn câu hỏi gì nữa không ạ? Về dòng ZeroBook này. Đây là một dòng khá là mới tại thị trường Việt Nam. Cũng rất là ít người biết về dòng sản phẩm này. Tại vì thực chất ra là khi mà các bạn livestream thì cũng chỉ suy nghĩ một điều đơn giản thôi, là mình sẽ dùng điện thoại để livestream. Nhưng mà khi mà các bạn truyền tín hiệu tới khách hàng xem, tới người xem á, thì hình ảnh nó không được tốt, cũng không được sắc nét và âm thanh cũng sẽ bị vang. Thì hôm nay mình đang có một cái thiết bị hỗ trợ chuyên nghiệp là ZeroBook. Gặp một số trường hợp mà bạn muốn livestream ở bên ngoài thì cũng rất là khó khăn cho việc mà bạn cầm điện thoại hay là dựng một cái chân tripod chất lượng cũng tốt, cũng kém hơn nữa. Cho nên là với ZeroBook thì sẽ giải quyết tất cả những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Đương nhiên là khi mà có một sản phẩm ra thì đương nhiên nó sẽ có một cái ưu điểm và nhược điểm nữa. Thì mình đang muốn nghe ý kiến trực tiếp như những bạn đang xem livestream này á, và cho mình ý kiến xem về cái chất lượng hình ảnh này, chất lượng truyền tín hiệu này, chất lượng âm thanh nó như thế nào. Về cái ưu điểm thì chắc là nãy các bạn xem cũng đã biết về ưu điểm của nó rồi, tức là rất là hình ảnh cũng khá là tốt nữa, và cái vấn đề mà về kết nối được nhiều thiết bị khác nhau nữa. Cách kết nối cái này có khó lắm không chị? Cách kết nối thì rất là dễ, các bạn chỉ cần một cái cáp HDMI này kết nối với lại camera của bản thân, hoặc là
Flycam này hay là máy quay chuyên dụng là được rồi, là có thể kết nối được rồi. Còn cái mic này thì rất là dễ sử dụng rồi, các bạn cũng chỉ cần bật on off, công tắc on off lên là đã thể sử dụng rồi ạ. À, xin chào bạn Quốc Khánh. À, bạn ơi, mình coi livestream mấy show EDM music ngoài trời của nước ngoài thấy có nhiều góc quay rất đẹp và hoành tráng, không biết Chillobox có làm được không? À, về vấn đề của bạn Quốc Khánh này mình sẽ trả lời cho bạn Khánh luôn. Tức là như bạn đang hỏi là coi livestream mấy show EDM music party ngoài trời ở nước ngoài thì nhằm cái dòng Zolobook này thực hiện được nha bạn. Vì theo như thông tin từ nhà sản xuất Zolobook đưa ra thì nó sẽ hỗ trợ đa kết nối với nhiều thiết bị quay chuyên nghiệp với không qua mạng internet này, wifi hoặc là 4G. Thì những cái góc quay rộng cũng như góc quay từ trên cao xuống thông qua máy quay chuyên nghiệp và flycam thì Zolobook đều hỗ trợ được. Ngoài ra còn hỗ trợ một cái thiết bị âm thanh riêng nữa như là mình đang xài mic riêng đây ạ. Nên là Zolobook chút, nên là mình nghĩ là cái Zolobook này là một sự lựa chọn hoàn toàn tuyệt vời để các bạn có thể thực hiện những cái buổi livestream ngoài trời chẳng hạn. Không gì riêng trong nhà mà kể cả ở ngoài trời khi mà kết nối được nhiều phụ kiện khác nhau nữa. Mọi người ơi, ai đang xem thì hãy chấm và thả tim cho em biết nha. Thực ra là buổi livestream ngày hôm nay là đương nhiên là chắc chắn là sẽ có những cái buổi livestream tiếp theo nữa của Kingcom, và em sẽ hứa là khi mà buổi livestream tiếp theo nữa thì em sẽ có một cái giveaway nho nhỏ dành cho các bạn và những sản phẩm mà bên Kingcom cung cấp. Các bạn đang quan tâm tới những sản phẩm nào cũng thể comment, không chỉ những Zolobook mà các sản phẩm như là tay cầm chống rung, nan light hay là các micro. Tại vì là kênh Kingcom hiện tại thì đang phân phối rất là nhiều sản phẩm này, từ thiết bị ánh sáng như là của thương hiệu Nanlite hay là thiết bị âm thanh như của Saramonic hoặc là Boza, thì các bạn có thể comment trực tiếp thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bạn. Jin Giang chia sẻ lại cách kết nối với cái này bạn Linh sẽ hỗ trợ bạn Jin Giang này. À, cách kết nối thì các bạn chỉ cần một cái cáp HDMI là các bạn kết nối rồi, các bạn trong cái Zolobook thì các bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản YouTube hay là tài khoản Facebook và có thể là livestream thôi, rất là đơn giản và sử dụng thôi. Xin chào bạn Phú Lê. Jolie Nguyễn, nay có hỗ trợ âm thanh luôn không ạ? Jolie ơi, cái này không có hỗ trợ âm thanh. Tức là cái này là mình sẽ sử dụng một cái mic ngoài để kết nối với lại Zolobook và nó sẽ kết nối âm thanh lại cùng với nhau luôn. Vũ Quốc Khánh, chừng nào mình mở bán? Hiện nay thì cái sản phẩm này thì em cũng đang mới về Kingcom Việt Nam thôi. Vậy khi mà nào mà có thông tin chính thức nhất thì em sẽ thông báo trên fanpage Kingcom Việt Nam. Mọi người nhớ theo dõi nha. Bạn Trang này, bạn Linh sẽ hỗ trợ cho bạn Trang về thông tin này. À, chào bạn Trang, mình cũng muốn livestream mà ngồi trong phòng tối thui, có đèn nào hỗ trợ livestream không? À, chào bạn, thì là các loại đèn hỗ trợ cho livestream thì các bạn có thể chọn các loại đèn về nan light, có những cái đèn ánh sáng mềm và có những cái đèn mà bạn có thể đánh lên trần, lúc đó thì nó sẽ phản làm cho cái mặt của bạn sẽ sáng lên mà không bị chói. Bạn muốn comment, bạn muốn gì thì bạn hãy inbox hoặc là comment với mình nhé. Trang ơi, Trang có thể để lại số điện thoại di động á, thì bên bộ phận CS sẽ hỗ trợ cho Trang về vấn đề mà ánh sáng. À, cũng nhân tiện đây thì bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số bộ combo dành cho các bạn hay quay phim làm blogger. Hiện nay thì bộ combo này chuẩn bị ra mắt, hiện là chuẩn bị ra mắt thị trường. Cái này là với cái tên là Super Vio Vlog Kit 1 và Vlog Kit 2. Ở đây thì như các bạn đang thấy là sẽ bao gồm này, một chân tripod này, một case phone này, một mic và một đèn. Thì cái thông tin chi tiết mình sẽ bật mí một chút xíu thôi, tại vì là cũng sẽ sắp ra mắt trên thị trường rồi. Ở đây á, đây là một bộ combo bao gồm tất cả các thương hiệu như là Vizim này, Saramonic này, Ulanzi này. Thì trước Saramonic Camic, chiếc Vizim VL2 với 150 bóng đèn LED chiếu sáng siêu đỉnh, chiếc headphone của Emric
và trước chân Tripod 7up. Thì như các bạn đang thấy đây thì và mình cũng chắc chắn với một điều với các bạn là cái bộ combo này sẽ không làm các bạn thất vọng đâu khi mà các bạn sở hữu nó. Các bạn mua một bộ combo này giá thành chắc chắn sẽ rẻ hơn khi mà mua lẻ. Hôm nay mình sẽ bật mí một chút xíu thôi, còn thông tin chi tiết nữa thì vài ngày nữa nó sẽ được bật mí. À, bạn Hiếu Jun, mình hiện đang sử dụng thiết bị quay phim trên cao, tức là flycam ạ. Vậy mình có thể kết nối video trực tiếp giữa hai thiết bị.